Xin chào các anh em. Tiếp tục với giải Euro nữ 2022, phạt đền sẽ soi kèo trận cầu siêu kinh điển giữa nữ Hà Lan và nữ Thụy Điển diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 10 tháng 7 trên sân Raman Land Sheffield. Đầu tiên chúng ta hãy cùng nhận định về nữ Hà Lan và nữ Thụy Điển nhé. Cụ thể, nhà đương kim vô địch Euro nữ bước vào trận đấu đầu tiên của mình ở mùa giải lần này bằng một thử thách không mấy là dễ chịu như tuyển nữ Thụy Điển, một đối thủ không chỉ là đội bóng mạnh nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại mà còn đang là đội bóng đứng thứ 2 trên thế giới ở bảng xếp hạng FIFA. Trong quá khứ, bóng đá nữ Thụy Điển luôn là cái tên khiến cho Hà Lan phải khiếp sợ. Nhưng nếu như chỉ tính trong khoảng 6 năm trở lại đây, thì đội bóng của huấn luyện viên Mark Parsons đang dần trở thành khắc tinh của chính tuyển nữ Thụy Điển. Cần biết trong 4 lần gặp nhau gần nhất trên 4 mặt trận khác nhau, thì tuyển nữ Hà Lan vẫn đang giữ được thành tích bất bại trước đội bóng áo vàng xanh. Họ có một trận hòa tại Olympic nữ 2016 và 3 chiến thắng tại Elgave Cup hay Euro nữ 2017, còn gần đây nhất là tại bán kết World Cup nữ 2019. Vì vậy, sẽ chẳng có gì gọi là nói quá nếu như nói bóng đá nữ Hà Lan đang bước sang một trang mới trước bóng đá nữ Thụy Điển. Và lời nói này sẽ có chất lượng hơn nếu như thầy trò huấn luyện viên Mark Parsons có được chiến thắng mở màn trước nữ Thụy Điển tại Euro nữ 2022. Nếu như chỉ vì để thua liên tiếp trước nữ Hà Lan mà vội đánh giá trận đấu này không có gì để gọi là siêu kinh điển thì chúng ta đã lầm. Bởi tuyển nữ Thụy Điển chưa bao giờ được đánh giá yếu ở mọi giải đấu, và với việc họ đang xếp thứ 2 trên thế giới và dẫn đầu các đội bóng nữ tại châu Âu, cũng đủ thấy thực lực của họ ra sao. Cần biết ở kỳ World Cup nữ gần nhất, Thụy Điển cán đích ở vị trí thứ 3. Họ đang là đương kim Á quân tại Olympic và quán quân Elgave Cup, giải đấu được tổ chức hàng năm dành cho bóng đá nữ tại châu Âu. Vậy mới nói, đây không chỉ là trận đấu siêu kinh điển mà còn lại trận đấu được quan tâm nhiều nhất tại vòng bảng Euro nữ 2022. Nó không chỉ là hận thù chục năm của hai nền bóng đá, mà đây cũng là trận đấu phân định cục diện của bảng C từ sớm. Giờ chúng ta sẽ soi kèo nữ Hà Lan và nữ Thụy Điển nhé. Với việc đây là trận đấu có chất lượng chuyên môn rất cao, chưa kể tới trong 4 trận đấu gần nhất giữa nữ Hà Lan và Thụy Điển chưa từng có kết quả quá 2 bàn thắng. Vì vậy, đây sẽ là trận đấu thích hợp nhất dành cho anh em chuyên đánh xỉu. Thường thì bóng đá nữ hay có sự chênh lệch lớn, nên ít có trận đấu nào có khả năng về cao như trận đấu này. Còn nhìn vào kèo châu Á ở thời điểm này thì tỷ lệ đang ở mức đồng banh, cho thấy nhà cái đánh giá sự khác biệt của hai đội cũng là không đáng kể. Và không ngoài khả năng sẽ kết thúc trận đấu với một kết quả hòa, đồng nghĩa với việc sẽ không có ai chiến thắng. Cụ thể, phạt đền dự đoán kết quả soi kèo nữ Hà Lan và nữ Thụy Điển như sau. Dự đoán tỷ số 1-1, kèo châu Âu, hòa, kèo chấp châu Á, nữ Thụy Điển đồng banh, kèo tài xỉu, xỉu 2 trái 2 trái rưỡi. Xin lưu ý, trên đây chỉ là phần dự đoán, không phải một lời khuyên. Anh em hãy cân nhắc khi xuống tay. Và nhớ đừng quên theo dõi, like, share ủng hộ kênh nhé. Xin cảm ơn.